Ca thán Phật đức, đệ nhị thập thất. Phật ngữ A Nan, bỉ quốc Bồ Tát, thừa Phật uy thần, ư nhất thực khoảnh, phục vãng thập phương vô biên tịnh sát, cúng dường chư Phật. Hoa hương tràng phan, cúng dường chi cụ, ứng niệm tức chí, giai hiện thủ trung, trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu. Dĩ phụng chư Phật, cập Bồ Tát chúng. Kỳ sở tán hoa, tức ư không trung, hiệp vi nhất hoa. Hoa giai hướng hạ, đoan viên chu táp, hóa thành hoa cái, bá thiên quan sắc, sắc sắc dị hương, hương khí phổ huân. Cái chi tiểu giả, mãn thập do tuần. Như thị chuyển bội, nại chí biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Tùy kỳ tiền hậu, dĩ thứ hóa một. Nhược bất cánh dĩ tân hoa trùng tán. Tiền sở tán hoa chung bất phục lạc. Tư hư không trung cộng tấu thiên nhạc, dĩ vi diệu âm ca thán Phật đức. Kinh tu du gian, hoàng kỳ bổn quốc, đô tất tập hội thất bảo giảng đường. Vô lượng thọ Phật, tắc vị quảng tuyên đại giáo, diễn sướng diệu pháp. Mạc bất hoan hỷ, tâm giải đắc đạo. Tức thời hương phong suy thất bảo thụ, xuất ngũ âm thanh. Vô lượng diệu hoa, tùy phong tứ tán. Tự nhiên cúng dường, như thị bất tuyệt. Nhất thiết chư thiên, giai tê bá thiên hoa hương, vạn chủng kỹ nhạc, cúng dường bỉ Phật, cập chư Bồ Tát thanh văn chi chúng. Tiền hậu vãng lai, hy di khoái lạc. Thử giai vô lượng thọ Phật bổn nguyện gia uy, cập tằng cúng dường Như Lai, thiện căn tương tục, vô khuyết giảm cố, thiện tu tập cố, thiện nhiếp thủ cố, thiện thành tựu cố.